Ok, chào anh em nha, mình là Freebat. Hôm nay em tiếp tục đến Pokemon Unite em ơi. Nếu em thấy hay thì một like, một share, một đăng ký hộ mình nha. Mình cảm ơn em rất nhiều. Hôm nay thì vẫn là con Charizard thôi anh em ạ. Nhưng mà team bạn thì trận này team bạn lớn quá. Team bạn 5 con phép luôn. Áo ma Sukuna thế. Team lắm phép thế ai đánh. Ôi cho ném cầu cái đi. Đó rồi cứ làm gì làm đi. Rồi mình đi đây, mấy bạn thích làm gì làm đi. Giả vờ đi rồi anh em ạ. Giả vờ đi thôi. Ơ chưa nếm được à. Thôi ôi chạy thôi chạy thôi chạy thôi. Thôi lần này là chạy thiệt nha bạn. Về nhầm farm đi chú quái nhà mình nhiều quá. Con hốt bạn không có đam ấy. Nên nó đam khá lâu rồi nè. Ok, bạo động đã, bạo động đã. Hey, bắt bánh xe luôn, hay quá. Biết có về còn về lại có lên được không nữa. Ok, lên luôn. Lên luôn thì đấm tiếp. Này thì châu, này thì châu, này thì châu, chạy 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 chạy. Này thì châu. Đặt cổng rồi bạn ơi. Cậy luôn ấy, cứ hết máu rồi về rồi lên đánh lại thôi anh em ạ. Mình đánh mình còn thấy cay mà, nói chi tìm bạn. Mình đánh mình còn thấy cay mà. Ôi đặt cổng thế này thôi chứ sao mà chạy vào kịp. Đặt cổng gần gần vào bạn ơi. Chứ bạn đặt cổng xa quá. Thanh niên đặt cổng dịch chuyển mà đặt cổng xa quá. Ui. Kêu đặt cổng mặc định ấy. Cứ bấm là nó đặt luôn ấy. Cứ đặt đúng không đúng chỗ ấy. Thôi mà thua rồi. Vội rừng tên bạn ra luôn. Cây thế. Cây cú à. Cây da. Cái méo gì. Sorry sorry. 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 Mi nó lên cấp 8 rồi. Nó có con ti luôn rồi. Này thì cấp 8. Từ từ chưa đủ kill, chưa đủ combo. Ló đầu ra đây. Úi dồi ôi, đen thế. Lui đi bạn ơi. Thiếu đúng một đam thôi. Đủ đam mà nó lên bảng rồi. Thiếu một đam cái nó vào trụ ấy. Cái trụ bứt giáp lên. Này. Úi dồi ôi, trụ trên kìa. Đánh nãy giờ chưa ném được cầu nào. Khó thế cũng làm được. Để mình kiếm ulti tí nữa mình chơi lại chứ không có ulti không đánh được. Con này phải cần ulti. Con này chỉ cần có ulti thôi là thổi hết. Ăn bó trên đây. Đúng rồi, hay rồi. Cùng lắm thì đổi boss với đổi cửa anh em ạ. Cầu nhiều thế. Rồi có ai đây không? Không có, ném luôn. Một tí còn ném một cậy thế. Cậy thế đấm luôn rồi. Thôi có bạn lĩnh thì ra đây mà chơi. Có bạn lĩnh thì ra đây mà solo. Chứ chơi game mà núp trụ không vậy. Mí nổ đầu quá. Không ăn thua nhờ. Khó quá, nó nấp trụ không mà không đánh được. Còn tí nữa lên cấp rồi thôi farm tí nữa chứ nó đánh nó không trụ không mà trụ mất giáp nhiều quá. Thời gian mình thổi mất cái giáp mà nó cho mình lên bảng luôn rồi. Đây. Mía răng. Mía gì trời, xin con quái lên cấp 9 con ti mà mấy bố căng thế. Vải trưởng kia. Ok, cảm ơn.
Em kiều bạn học bà đấy đánh là phải chia sẻ thế chứ, còn một tí là mới thắng KS hết luôn thì thôi chứ. Đấy, thôi kiếm con bùa đỏ đã rồi ra đánh nhau luôn. Ừ có bùa đỏ đã, trời ơi thanh niên ulti nó chạy hết rồi, núp đây đi, núp đi, đi núp đây chờ boss này. Còn hút ba đi, nếm cầu lén đi chưa. Rồi thì đánh nhau luôn, rồi thì đánh nhau luôn, rồi thì đánh nhau luôn. Rồi tem nó hết rồi, em cứ méo gì nè. Ủa tụi tem ơi, tem em đánh vãi trưởng thế mi, chịu hồi xuống xong bỏ chạy hết luôn trời. Chịu tem thế này thì gg được rồi đấy. Con hốc ba chịu hồi xuống mình đứng mình tăng mấy thanh niên bỏ chạy hết luôn anh em à, trong khi đó tem còn máu nhiều, máu khá nhiều luôn á. Ôi rồi hốc ba nó về rồi, này thì lì lì rồi thì cũng lì. Ừ thì cũng lì, ok. Ừ thì cũng lì, cũng lì. Mấy em đánh mà em đép boss thế này chết rồi. Tem thì full cầu khá nhiều nhưng mới tội không ném được cầu thôi. Để kiếm chỗ ném cầu đi anh em ơi. Không được. Trời ơi to rồi. Mi chịu. Nó đặt cái kết giới nó khó lại không xài kêu lướt ra được luôn. Đen thế đi nếm cầu lén cũng không được nữa. Mi nó cũng phép có chịu, nó đặt cái kết giới ra mình không có làm gì được luôn, mình kẹt trong đấy luôn. Hơi bị bực mình nha. Xuống dưới này nè mọi người. Ồ, nó ăn boss rồi. Hốc bà đi nếm cầu đi. Quay trưởng thế, hốc bà không biết nếm cầu luôn, người đồng thế. Hốc bà nó phun cầu mà nó cứ ở trên này nó cứ nhảy nhảy thôi nên mà nó không biết đi nếm cầu lén luôn á. Chỉ cần nó biết nếm cầu lén là được rồi. Này thì thủ rồi đông đấy. Ừ thì đông đấy, mình chờ bạn mấy giờ đấy, mình chờ bạn mấy giờ đấy bạn ơi, mình chờ bạn mấy giờ đấy bạn trẻ, mình chờ bạn mấy giờ đấy bạn trẻ, mình chờ bạn mấy giờ đấy bạn trẻ. Rồi tem bỏ chạy hết luôn, đánh cái nghịch hàng luôn chứ gì. Vãi, mình lên cái item này đúng trâu luôn ấy. Nhưng mà team đánh hài quá. Hồi nãy đang combat ở đây cái team bỏ chạy hết luôn à. Chẳng này đúng. Gánh gồng cả lưng luôn ấy. Ok win luôn em ơi. Anh em ơi, MVP luôn. Ném cầu 130 cầu này, 6 kill trợ 5. Cái gì cũng gọi là con số ổn áp cả. Ok. Chào anh em nhé.